đấy thì xin ông Quang có bổ túc thêm gì cái mảng mà Ra cái đề mấy cái thi. loại đề thi. Thưa quý vị, nói về cách ra đề thi thì tôi theo học ở Đại học Hoa Kỳ và cũng dạy học ở các trường trung học ở Hoa Kỳ tới 23 năm. Kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy rằng và các bạn đồng nghiệp của tôi cũng thấy rằng là cái đề thi của họ ra có bốn loại. Thứ nhất á, nó cho một cái câu hỏi rồi nó cho bốn cái chọn lựa là A, B, C, D, ta gọi tiếng Anh nó gọi là multiple choice. Thì học sinh phải đọc rồi suy nghĩ nhớ là cái A, B, C, D đó thì cái nào đúng thì mình gạch vào cái đó. Cái thứ hai đó là đúng hay sai, tiếng Anh nó gọi là true and false. Thế nó cho một cái câu nó gọi là statement đó là cái lời tuyên bố của nó đó. Rồi nó cho hai cái chữ F là sai, rồi T là đúng. Thì nếu mình thấy đúng thì mình gạch cái chữ T, nếu sai thì gạch chữ F, tức là thứ hai. Cái thứ ba nó gọi là bổ túc, tiếng Anh nó gọi là completion. Thì bây giờ thí dụ như nó là vua Quang Trung đánh bại quân Thanh vào năm, nó bổ trống trong Hay dấu. là nó gọi là fill in blank, Không, fill in blank nha. ở chỗ anh thì nó gọi là completion. Thế thì nó thí dụ như là vua Quang Trung đánh bại quân Thanh vào năm, nó chấm chấm chấm, thì mình phải liền vào là năm 1789. Hay là vua Gia Long lên ngôi năm bao nhiêu, mình liền vào là chấm chấm chấm, thì mình liền 1802. Thế cái phần thứ tư á, nó gọi là essay, nó cho một chữ. Nó cho một chữ, một nhân vật hay là một cái biến cố. Thí dụ trận đánh Điện Biên Phủ. Đấy, thì anh phải nói là Điện Biên Phủ do thằng Pháp chủ trương đem quân đến rồi xảy ra vào năm từ bao giờ đến bao giờ rồi bị quân ta đánh bại như thế nào. Tức là anh biết bao nhiêu anh nói bao Biết nhiêu. bao nhiêu nhưng mà ít nhất là từ 5 đến 10 dòng thôi. Không à. Thí dụ như là Napoleon đệ nhất thì anh phải nói ông Napoleon là người thế nào, xuất thân như thế nào và đã có công đối với nước Pháp như thế nào. Đấy, thì cụ Hồ Chí Minh chẳng hạn thì mình phải viết ra cái có 5 đến 10 dòng về cụ Hồ Chí Minh. Thì nó cứ căn cứ vào mỗi cái nó cho bao nhiêu điểm, nó căn cứ vào bao nhiêu điểm thì nó cộng lại cái điểm đó. Đấy, thì cuối năm thì theo tôi thì bây giờ nó dạy là tính theo 100%, nếu mà cộng lại hai cái mà anh được 100% thì từ 90 đến 100% là anh được E. E thì tương đương với 4 điểm. Sang bên này nó gọi là GPA. GPA tức là cái điểm tổng quát. Nếu mà anh được từ 80 đến 89 điểm thì nó cho B, tức là tương đương với 3 điểm. Nếu anh được từ 70 đến 79 thì được C, tức là tương đương với là 2 điểm. Còn nếu anh ở dưới đó, tức là từ 60 đến 69 thì anh được đi có 1 điểm, tức là anh sẽ học bạ của anh sẽ kém. Còn anh nếu ở dưới đó thì anh ép, tức là zero, không có được điểm nào, anh phải học lại cái khóa đó. Đó thì kinh nghiệm của tôi làm việc ở các trường trung học. Và phải chúng tôi không có quyền chọn sách giáo khoa, nghe không? Sách giáo khoa là do cái ban coi về cái ban xử địa của cái district á nó chọn, chứ không phải là tôi viết cuốn sách đó rồi nó chọn đâu. Nghĩa là nó có sách của các hãng nhà xuất bản á, nó họp hội đồng của những cái người mà coi về cái môn đó chọn, xong rồi tất cả là các trường học, các lớp ở các trường khác cũng phải chọn cái cuốn đó. Đấy, nó rất là công bằng chứ không phải là mày, có một ông Phạm Công Du ông cũng hỏi tôi là hồi đó tôi dịch một cuốn sử mà nó đang sử dụng mà tôi dịch sang tiếng Việt cho học sinh, mà đến lúc rồi tôi nói ông ơi, tại sao anh không viết một cuốn mà anh này anh là đi dịch, tôi mà tôi dịch là dịch cái cuốn mà nó đang sử dụng, còn tôi viết chắc gì nó đã vô chọn mà nó sử dụng. Ông ấy, chắc là ông không có dạy ở trung học ở bên này, mà dù là ông ấy nói là ông có bằng tiến sĩ nhưng mà thì ông ấy không biết là cái chuyện đó ông mới nói như vậy. Đó là cái phần tôi bổ túc. Vừa rồi ông Quang có lướt qua bốn cái loại bài thi căn bản, nói cho đúng ra đó có thể là nhiều hơn bốn loại để khảo sát cái sự hiểu biết của học sinh. Người ta có thể kể ra tới bảy loại như sau. Cái loại trắc nghiệm multiple choice, nhiều chọn lựa đó, rồi loại đúng sai nè, rồi loại điền vào cái chỗ trống đó, và loại ghép vế đó, ghép cho nó phù hợp đó, tức là một cột này một cột khác mình xếp như thế nào cho nó phù hợp với nhau, và có loại giải toán và cái loại tự luận, một cái loại viết luận. Bây giờ nói về cái loại thứ nhất đó, là cái loại lựa chọn, thì nó có một câu hỏi
và nó có nhiều câu trả lời, thường thường là 3, 4, có khi tới 5 câu. Và học sinh thì chọn những cái câu nào đúng đó thì vòng tròn, hoặc là nó có một cái bảng trả lời. Thì thí dụ như cái câu hỏi số 27 thì nó có mấy cái câu chọn lựa để trả lời là A, B, C, D, E. Là thí dụ như câu trả lời đúng là B thì nó sơn cái chữ B đầy lên. Trong các câu trả lời đó thì khi mà giáo viên soạn đó thì có một câu trả lời đúng và những cái câu khác đó là sẽ đánh lạc hướng. Tuy nhiên việc soạn ra những cái câu hỏi mà nhiều chọn lựa như thế này là rất là tốn thời gian. Bởi vì chọn một câu trả lời đúng thì dễ rồi, nhưng mà tạo thêm những cái câu mà đánh lạc hướng khác đó, thì cũng mất thời gian lắm. Nhưng mà đến khi mà chấm điểm đó, thì rất là nhanh và chúng ta trắc nghiệm rất là công bằng. Người ta dặn mình khi mà soạn những cái câu hỏi này luôn luôn là phải viết cái câu như thế nào là ngắn, càng ngắn càng tốt mà rõ ràng, không có mơ hồ. Và cái câu viết đừng có gọi là phủ định đôi, tức là một cái câu mà không này không kia đó, hai ba chữ không mà ghép lại trong một câu nó gọi là phủ định đôi. Xài những cái đó nó làm khó hiểu cái câu cho học sinh. Và khi mà soạn đó, thí dụ như câu thứ nhất hỏi rồi trả lời ABCD, rồi câu thứ nhì hỏi ABCD đó, thì cái câu đúng cho mỗi một cái câu đó đừng có nên trùng nhau. Thí dụ như câu nhất đó, thì có cái câu đúng là chữ C chẳng hạn, thì cái câu thứ nhì đó không có thể chọn chữ C nữa mà chọn cái chữ A hay là chữ gì khác đó để mà cho cái câu đúng, chứ đừng có làm theo một cái kiểu rập khuôn đó thì học trò nó có thể đoán được. Sau mỗi một cái bài giảng trong một cái học kỳ đó thì chúng ta nên dành ra một vài phút để mà viết xuống các câu hỏi gọi là cái loại này là loại nhiều chọn lựa đó. Bởi vì lúc đó nó mọi chuyện nó còn tươi mát, chúng ta dễ nhớ và chúng ta có thể soạn dễ dàng hơn. Và nếu mà cái bài thi mà chúng ta sẽ cho học sinh đem về nhà làm đó, bài thi trắc nghiệm đó, thì chúng ta phải có thêm một cái phần câu hỏi dành cho phụ huynh. Phụ huynh có thể là anh chị hoặc là ba má hoặc là bà ông cho học sinh đó, thì một cái câu trắc nghiệm dành cho cái người phụ huynh đó phải chọn lựa để hỏi thăm xem cái học sinh đó nó có trả lời một mình nó hay là nó có cần sự giúp đỡ của mình để cho nó trả lời, hoặc là chúng ta phải nhắc nhở nó, phải thúc hối nó mới trả lời, hoặc là tự động nó làm bài. Đó là chúng ta chọn một trong cái bốn cái câu hỏi đó rồi chúng ta ghi xuống và chúng ta ghi cái chúng ta là ai đối với học sinh, là anh là chị hay là ba là mẹ hay là ông là bà gì đó. Thì cái này ở trường người ta rất là cẩn thận, người ta theo dõi như vậy đó. Rồi cái loại câu hỏi số 2 đó, nó gọi là true and false, tức là đúng hay sai đó. Thì cái loại này thường được trắc nghiệm, thường được sử dụng để mà hỏi rất là phổ biến, rất là dễ soạn nữa. Nhưng mà thì nếu mà học sinh đọc một cái câu nói như vậy là đúng thì nó vòng cái chữ đúng, hoặc là tiếng Anh thì là true. Rồi nếu mà sai thì nó vòng chữ sai. Nhưng mà cái điểm lợi là dễ soạn những câu hỏi này. Nhưng mà cái điểm khuyết điểm của nó là thế này. Tính theo tâm lý đó, người ta nói rằng cái loại này nó đưa cho học sinh được tới 50% đúng. Thành ra nó dễ thi. Cái mức mà thử nó đó giảm giá trị đi. Và cũng vậy, khi mà soạn những câu hỏi này, người ta cũng dạy phải viết cho ngắn, phải không có được nhiều viết mơ hồ, phải đừng có viết những câu phủ định đôi, những cái từ ngữ mơ hồ bất định. Cái loại thứ ba là cái loại ghép vế. Nó cho mình hai cột, một cái cột đó thì thuộc về loại trái cây chẳng hạn, và cái cột thứ hai là màu. Ví dụ như cái cột trái cây đó thì nó nói là chuối, cà rốt, cà tím, là bầu bí vậy đó, rồi dưa leo vậy đó. Rồi còn cái cột thứ hai đó thì nó cho mình màu, ví dụ như màu xanh, màu vàng, màu cam, màu tím vậy đó.
thì học sinh sẽ nối cái chữ thiêu dân chuối đó thì nó phải nối với cái bên cái cột bên kia là màu vàng, rồi cà tím đó thì nó phải nối với cái màu tím chẳng hạn. Đấy, rồi dưa leo thì nó phải nối với cái màu xanh chẳng hạn. Đó là cái loại gọi là ghép vế cho nó phù hợp đó. Tiếng Anh gọi là matching. Và cái loại kế là cái loại completion, tức là cái loại điền vào chỗ trống đó, hoặc là thêm vào cái chỗ trống đó để cho đầy nghĩa. Thường thường người ta để thiếu một vài chữ để cho học sinh điền vào. Và đây là cái cách để mà thử xem coi nó biết những cái từ ngữ mà chúng ta dạy hay không. Thì đây cũng là một cái cách rất là tốt hơn là cái gọi là trắc nghiệm trước đây, nhưng mà hơi khó hơn cho học sinh một chút xíu. Mà có nhiều khi một hai chữ mà nó không có dùng đúng theo cái thuật ngữ mà mình dạy đó, nhưng mà có cái ý nghĩa đúng như vậy thì cũng tùy theo giáo sư, giáo viên chấm điểm nó là đúng hay sai. Thành ra cái loại chấm điểm này nó cũng không có được khách quan cho lắm nữa, thành ra nó cũng hơi chủ quan đó. Nhưng mà nó thử học sinh phải làm hơi khó hơn mấy cái bài kia một chút. Cái loại này đó thì người ta soạn để kiểm tra các kiến thức cơ bản của học sinh. Cái loại câu trả lời ngắn này á là cũng có thể dùng để dạy cho học sinh đó tư duy cao hơn một chút, dạy cho nó biết đánh giá một cái gì đó, thành ra cũng tạo nên cho nó một cái phần tư duy sáng tạo hơn, tích cực hơn, linh động hơn. Những cái loại này á, xem vậy mà nó lại dễ soạn hơn mấy cái loại trước, không có lâu bằng những cái loại trước, những cái loại câu hỏi trước. Những câu hỏi ngắn này á, thì chúng ta có thể kiểm tra một cái phạm vi rộng rãi hơn là những cái câu, những cái đề tài mà bắt học sinh viết dài. Càng mất công giáo viên bao nhiêu á, thì cái sự kiểm tra nó càng rộng rãi bao nhiêu, học sinh trả lời dễ hơn. Nhưng mà là chúng ta lại kiểm soát, chúng ta kiểm tra được nhiều cái phạm vi rộng lớn hơn. Do đó mà người ta khuyên là chúng ta nên kết hợp nhiều cái loại thi kể trên. Nào là cái loại nhiều chọn lựa, hoặc là loại đúng sai, hoặc là những cái câu ghép vế cho phù hợp, hoặc là điền vào chỗ trống đấy chẳng hạn. Đó là chúng ta phải có nhiều cái cách thay đổi với nhau tùy trường hợp, chứ chúng ta không có nên bám vào một cái loại nào. Còn cái thi gọi là tiểu luận đó, thi essay đó, thì thường thường một cái đề nó ngắn hơn, nhưng mà học sinh nó phải viết dài hơn. Nhưng mà cái loại này nó có một cái điểm yếu là chúng ta không có khảo sát được hết kiến thức của học sinh, là vì có thể nó biết nhiều hơn, nhưng mà vì cái đề chúng ta ngắn quá, nó không có nhớ được những điều nó biết. Thành ra cái đề chúng ta cho ngắn chừng nào nó càng khó làm chừng ấy, mà lại chúng ta không có đánh giá được đúng mức cái khả năng của học sinh. Do đó là vậy, chúng ta nên có những cái câu hỏi rõ ràng hơn, chứ đừng có thì nó bao quát quá thì làm cho học sinh nó mông lung, nó không có được, nó không biết mình nhắm tới cái chỗ nào để mà nó trả lời, thì loay hoay có nhiều khi là hết giờ nó. Thành ra mình không có kiểm tra đúng mức được, không có công bằng, có thể là chỗ đó là cái chỗ học tài thi mạng. Còn một loại nữa, nó gọi là thi vấn đáp đó, gọi là kiểm tra miệng đó. Thì cái loại này đó, học sinh có thể trả lời trực tiếp các câu hỏi của thầy giáo, trình bày các phát biểu mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn. Các kỳ thi này á, đặc biệt rất là phổ biến trong các khóa học ngôn ngữ, bởi vì học ngôn ngữ thì nó đòi hỏi mình học trò, học sinh phải nói cho người ta biết, phải đọc lên đó. Nhưng mà lại cũng có thể được sử dụng để đánh giá cái mức độ hiểu biết trong cái hầu hết mọi cái khóa học. Cái ưu điểm chính của cái loại thi vấn đáp đó là chúng ta thấy biết được cái đánh giá được ngay tức khắc. Nhưng mà có hai cái nhược điểm là cái lượng thời gian rất là tốn, bởi vì mỗi lần chúng ta thi vấn đáp chúng ta thi được chỉ có một em thôi,
thành ra rất là tốn thời gian cho trường. Và thứ hai nữa ra là nó không có một cái hệ thống mà báo điểm dễ dàng, thành ra giáo viên phải làm một cái bảng kiểm tra, do đó cái loại này rất là hiếm được xài. Tóm lại nó có nhiều, rất là nhiều cách để kiểm tra học sinh, và mỗi một cái loại như vậy nó có một cái ưu điểm và khuyết điểm, và cái việc soạn thảo của nó dễ hay là khó, ngắn hay là dài, như thế nào ích lợi cho học sinh, cái loại nào thích hợp để mà kiểm tra cái cho học sinh một cái công bằng hơn, nhanh chóng hơn. Đó là những cái bài, những cái câu hỏi có sẵn và chúng ta thấy là rất là công bình, đem lại cho cái sự đánh giá học sinh rất là khách quan. Thì chúng ta cũng phải học nhiều cái cách dạy và uyển chuyển và thay đổi như thế nào để giúp cho học sinh được hứng thú, và chúng ta kiểm tra nó một cách dễ dàng và rộng rãi hơn. Những cái nhà chuyên ngành giáo dục thì cần phải đi sâu đi sát hơn, nghiên cứu những cái loại nào thích hợp. Nếu mà chúng ta chỉ nói chung chung là bài giải không cần đáp án thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Dạ, xin hết cái phần trình bày của tôi ở đây. Ở đời thánh nhân còn có khi lầm, nhân vô thập toàn, ai cũng có thể có những cái sai lầm. Chứ kinh nghiệm của tôi là tôi đã từng nêu lên cứ tới mấy chục ông kiến sĩ, tôi nêu là ông cái sai lầm thì tất cả họ không trả lời được. Ngay không đâu xa, ngay bộ sách 15 tập kìa, tôi có nêu lên những cái điểm mà các ông không nói tới, hay là ông cắt đi một đoạn, hay là ông diễn dịch sai. Tôi nêu lên đó, cái bài viết đó là gọi là những thiếu sót và sai lầm quan trọng trong cái bộ sách 15 tập. Thì tôi có gửi cả cho viện sử học, cả mà phổ biến ở sách kiếm, cả 3 năm nay tôi không thấy các ông như Trần Đức Cường hay là các vị giáo sư mà tác giả những cái bài viết đó, chương sách đó, không thấy trả lời. Theo nguyên tắc á, họ là những viên chức chính quyền và người ta nêu lên những cái đó thì mình phải đáp trả lời. Đúng thì nhận là mình sai, nếu tôi nói đúng thì các ông sai, mà nếu ngược lại tôi nói sai xin các ông cứ viết ra rằng ông nói như vậy không đúng, sự thật là như thế này. Tôi phản biện người ta, tôi đều viết theo cái cách đó. Ở bên Mỹ này, khi mà nó nhận đơn ai thư ai đó, ít nhất nó cũng trả lời là tôi có nhận cái thư của ông, để đó khi nào chúng tôi sẽ cứu xét sao, chứ không có cái kiểu mà làm thinh luôn mà mấy năm. Cái chuyện mà tôi có viết cái bài đó và phổ biến ở trên sách hiếm cũng như là gửi thẳng cho viện sử học, nó xảy ra vào cuối năm 2018. Bây giờ là kể như cuối năm 2021, tức là 3 năm rồi, tôi cũng không thấy họ trả lời tôi. Thì họ cho tôi là cái thứ cắt ké không có quan trọng cho nên là không trả lời. Với là họ là viên chức của nhà nước mà, cao cấp mà, có tiến sĩ mà, giáo sư mà. Thành ra coi thường. Ông Trần Đức Cường là cái người mà coi như là chủ biên và chủ nhiệm của cái bộ sách đó, cũng không trả lời. Tôi tại sao? Đúng thì ông nói là nếu mà ông đúng thì ông giải thích ông đúng và bảo rằng tôi sai. Viết ra một tàng hoàng, giống như những cái bài mà tôi viết ấy, tôi đưa lên, các ông sai chỗ này, các ông thiếu chỗ này, các ông không dám nói đến cái nhân vật như thế này, tôi nói rõ hết. Kính thưa quý vị, để tóm tắt và kết thúc cái câu chuyện hôm nay, thì như chúng tôi có nói ngay từ đầu là giáo sư Trần Ngọc Thêm đã đưa ra những cái chẩn bệnh và định bệnh rất là đúng. Tức là có những cái sự thụ động, có những cái chưa có, không có cái tinh thần sáng tạo, rất là thụ động ở trong lớp. Nhưng mà ông suy diễn rất là sai lạc. Nhưng mà nếu mà giáo sư vô tình mà nó trùng với cái âm mưu mà tôi đã nhận thấy, tôi nên như đã nói, nhận thấy từ cả hơn 10 năm trước đây ở hải ngoại, người ta lưu truyền ra những cái đề xuất bỏ chống cái câu tiên học lễ hậu học văn là vì họ muốn chống Khổng Tử. Mà tôi là người ở trong đạo Thiên Chúa, tôi biết rõ là đạo Thiên Chúa sẽ chống tất cả những cái nền văn hóa nào không thờ Chúa. Đó là cái lời cảnh báo cho quý vị nào chưa biết cái đạo Thiên Chúa là như thế nào, nhất là những người ở bên lương và những người chưa từng hiểu đạo Thiên Chúa là gì. Mà quý vị coi thường, quý vị xem là đạo nào cũng như đạo nào phải tôn trọng tự do tôn giáo, đó là cái khẩu hiệu thôi.
Nhưng mà thực chất là quý vị phải biết họ không phải là một tôn giáo, mà họ là một cái chánh trị ẩn danh, và họ thực hiện cái mưu đồ xâm lược văn hóa. Và chúng và ông Nguyễn Mạnh Quang đã để toàn cuộc đời của ông từ lúc về hưu tới bây giờ mấy chục năm nay, chứ không phải là cái chuyện chơi, không phải là cái chuyện người ta viết cuốn sách người ta nghiên cứu vài năm hay là 10 năm rồi thôi. Và quý vị phải biết là tôi chứng kiến cái điều đó và tôi hiểu cái điều đó. Mà xin nói Đạo Thiên Chúa không có ân oán gì với cá nhân chúng tôi cả. Chúng tôi suốt cuộc đời chúng tôi tranh đấu không có vì cá nhân, tôi không có cái gì thù oán. Nhưng mà cảnh báo cho quý vị biết, đó là cái âm mưu của Thiên Chúa giáo muốn xóa sổ cái văn hóa của mình. Tổng Bí thư nhắc lại, văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc, mất văn hóa là mất dân tộc và đó là mất nước. Chúng tôi cũng đã có nhiều lần cho quý vị thấy cái hình ảnh của dân phi luật tân nói tiếng Anh, họ mất tiếng nói, họ Nam Mỹ đó, họ không biết tổ tiên của họ là như thế nào nữa, bây giờ hỏi ra là tiếng Anh, sổ ra là tiếng Anh thôi, nghĩa là họ bị nước Mỹ. Quý vị cứ hãnh diện về những cái sự giàu có phù phiếm ở ngoài, đó là cái mà họ dụ mình đấy. Những cái nước mà theo tự do là đều giàu có hết. Đó là cái lý luận mà chúng tôi thường thấy những cái người mà dễ bị dụ hay là đã bị họ dụ rồi, họ luôn luôn họ đem ra cái sự giàu có của văn minh. Không, đấy. Mỹ vì là tính cũng đâu có giàu. Đấy, nhưng mà bây giờ theo rồi cũng đâu có giàu. Tôi ý kiến tôi nói như này. Đó. Thưa quý vị, cho tôi nói thêm về cái chỗ là cái chủ trương tiêu diệt cái nền văn hóa bản địa của cái nước mà giáo hội tiến đến quyền lực của giáo hội La Mã vươn tới. Thì cái chủ trương này là giáo hội La Mã đi đến đâu cũng là diệt hết tất cả cái nền văn hóa khác của không phải là tôn giáo Kitô giáo, và diệt luôn tất cả các tôn giáo không phải là Kitô giáo. Cái vấn đề này giáo hội đã làm suốt chiều dài lịch sử ở Âu Châu bằng phát động những cuộc thánh chiến vào cuối thế kỷ 11 cho đến cuối thế kỷ thứ 13. Rồi giáo hội La Mã đã làm diệt hết tất cả các nền văn hóa ở các nước Trung và Nam Mỹ. Thì quý vị đã thấy bây giờ là cái ngôn ngữ của họ cũng không còn. Mà cái dân tộc của họ là nói tiếng Tây Ban Nha không à. Chứ có họ có ngôn ngữ của họ. Thế thì họ đã làm như vậy ở ngay cái nước Phi Luật Tân. Rồi đến Việt Nam họ cũng mưu đồ làm như vậy. Nhưng mà cái sức sống mãnh liệt của nền văn hóa của dân tộc Việt Nam nó mạnh quá, họ không làm được. Thì họ đã cộng tác chặt chẽ với lại đế quốc thực dân xâm lược Pháp suốt chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến năm ngày 30 tháng 4 năm 1945. Rồi lại họ đem quân sang tái chiếm Việt Nam cái từ năm 1945 cho đến năm 1954. Rồi sau đó họ lại cấu kết với lại Hoa Kỳ để mà chiếm đoạt cái miền Nam Việt Nam, vi phạm hiệp định Geneva, chiếm đoạt miền Nam, biến miền Nam thành Kitô giáo và đã giết tới 300.000 người. Họ cũng định làm như vậy, cuối cùng họ thất bại, không làm được. Thì bây giờ họ dùng những quân viên của họ, những cái người có cái học vị đại học để mà tiến hành những cái chính sách, cái xóa bỏ cái nếp sống văn hóa. Nhưng mà dân tộc Việt Nam phải về Việt Nam, phải bảo vệ cái nền văn hóa Việt Nam. Giống như là Bác Trọng đã nói, văn hóa còn, đất nước còn, văn hóa mất, đất nước sẽ mất. Chúng tôi kính chào quý vị và xin hẹn lại. Xin kính chào quý vị.